Ngày 15 tháng 3 năm 2023, thông tin Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng ở phường 1 quận Tân Bình và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ ở phường 15 quận Tân Bình. Đây là thời điểm cơ quan chức năng đang khám xét tại công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng. Khi các trinh sát ập vào, gần 40 nhân viên của công ty này đang làm việc, phần lớn đang dùng hệ thống VoiceLink, SIM rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Bị can Nguyễn Minh Thành là người được xem là trưởng phòng đòi nợ phía Nam của nhóm đòi nợ thuê cũng đang điều hành công việc. Khi thấy bóng dáng lực lượng công an, bị can Nguyễn Minh Thành và nhóm nhân viên định tắt máy, phi tang chứng cứ. Qua kiểm tra, công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê. Trong số tang vật có cả những tin nhắn đe dọa với nội dung trả nợ hay trả máu. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác cũng kiểm tra trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ ở phường 15 quận Tân Bình. Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 28 nghi phạm là nhân viên của công ty, trong đó có Trần Hà Anh Thư là trưởng phòng tín chấp, cùng hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê. Trong cẩm nang đòi nợ thuê của công ty này có dòng hướng dẫn, tìm nỗi sợ hãi của khách hàng là một lợi thế. Công an đã khởi tố 7 bị can là thành viên của công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, gồm quản lý Nguyễn Minh Thành và các nhân viên thu hồi nợ Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính. 7 người là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ bị khởi tố gồm người quản lý và điều hành là Trần Hà Anh Thư cùng các nhân viên thu hồi nợ Phạm Ngọc Thắng, Hoàng Ngọc Mến, Nguyễn Thị Hương Trà là trưởng nhóm, Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, công an tiếp nhận nhiều tố giác của người dân về việc bị những người tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của những người này. Công an xác định công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức thủ đoạn như phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc gồm nhân viên, quản lý, trưởng nhóm, áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi. Sau đó, nhân viên đã đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống. Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng, làm rõ triệt để, xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Đối với tình trạng đòi nợ thuê núp bóng công ty luật mua bán nợ, ngày 15 tháng 3 tại phiên họp 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho hay, các vụ việc xuất hiện từ tháng 10 năm 2022, Bộ Công an đã phát hiện và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với 15 công ty liên quan đến hành vi này. Tòa án sự Tân Bình ngày 2 tháng 3 năm 2023 lấy tài liệu chứng gặp được căn cứ điều 192, 193, 194, 195.